Bạn đang có tầm hơn 400. Bạn đang phân vân không biết lựa chọn xe nào. 7 chỗ, vừa bền, vừa đẹp, vừa rẻ và phải vừa lành nữa. Thì đây cũng có lẽ là một lựa chọn cho các bạn nhé. Innova 2015 số tự động. Đây, hôm nay lại quay gửi đến các bạn một bạn Innova 2015 số tự động. Giá khá là mềm và rất là đẹp nha các bạn. Sản xuất năm 2015, Innova phiên bản G số tự động nè. Chúng ta coi nội thất của bạn này ha. Đây các bạn nhìn này ha, cũng khá là đẹp. Bộ nỉ zin theo xe mà còn đẹp như vậy là xe giữ cũng khá là kỹ. Mặc dù là đã đi trên 100.000 km rồi. Đó, dòng tự động thì đương nhiên không chạy dịch vụ, không chạy taxi rồi. Xài gia đình thì rất là đẹp. Xe đẹp chưa? Sản xuất năm 2015 nha các bạn, phiên bản G tự động. Chạy trên 100.000 km nhưng mà chất giữ còn rất là đẹp luôn. Màu bạc nè. Sùng kỹ còn nguyên zin nhé, xe không có tì vết. Các cái nỉ các bạn thấy ở bên cánh cửa cũng còn rất là đẹp nè. Hiện đang quay gửi đến các bạn một bạn Innova G số tự động, sản xuất năm 2015. Và xe này biển số tỉnh nhé, với giá bán bên này chỉ bán là 470 triệu thôi. Mình đang quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, C3-01H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Mặc dù nó gọi là sạc nhưng mà là mặt tiền đường Phạm Hùng nhé, đối diện một siêu thị. Đối diện siêu thị Sacha này các bạn. Các bạn tìm đường cũng rất là dễ tìm, đường Phạm Hùng chỉ có một đoạn thôi nên các bạn cũng rất là dễ tìm đường. Đó. Các vỏ còn rất là đẹp luôn nên là về các bạn không tốn tiền thay vỏ ha. Xe không tì vết, rất là đẹp luôn. Nè, phía sau đây. Innova thì đăng ký được 8 chỗ nha các bạn. Tiết kiệm xăng, xe tự động nhẹ nhàng và giá thì cũng mềm mại ha. Tầm hơn 400 triệu mà có được một chiếc xe như vậy là rất là hay rồi. Thời điểm này các bạn mua xe như vậy là các bạn đi rất là kinh tế ha. Innova thì không hao xăng lắm so với lại Fortuner. Sùng chỉ zin nha các bạn. Hôm trước mình quay một chiếc 30 mấy ngàn cây á, là 520 triệu. Nhưng mà bạn này chạy nhiều hơn một tí thì giá chỉ có 400 mấy, các bạn cũng tiết kiệm được mấy chục triệu ha. Thì thấy nó cũng hợp lý nè. Chạy nhiều hơn tí. Xe mới chạy hơn 100.000, hơn 150.000. Nhưng mà chất thì lại rất là đẹp nha các bạn. Ở mình là km rất là chuẩn, không có can thiệp vào km, cho nên là các bạn thấy km mặc dù thấy cao nhưng mà chất xe thì lại rất là đẹp ha. Đẹp không? Chạy khoảng 150.000 km nha các bạn. Mà chất xe thì lại rất là đẹp. Xe này bảo dưỡng rất là đều ở trong Toyota nha. Các cái cánh cửa mà bạn thấy nỉ còn đẹp như vậy là xe rất là kỹ. Cần số này. Cần số chạy đó. Mình rất ngạc nhiên khi mà xe nội thất của xe thì lại rất là đẹp. Giữ rất là kỹ luôn. Vỏ là còn đẹp nè, không phải tốn tiền thay vỏ. Về chỉ sắp chạy thôi. Thì đang quay gửi đến các bạn một bạn Innova 2015 nhé. Sản xuất năm 2015 phiên bản G số tự động. Và giá là 470 triệu. Thực ra thì mức giá này các bạn đến mình cũng có thể là khuyến mãi thêm chút xíu ha. Quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng,
C3 sẽ 21H mặt tiền đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Chiếc xe hoàn hảo á, chứ không có tì vết gì cả, rất là đẹp. Chỉ có là chạy km hơn 100 ngàn thôi. Nó không phải là những chiếc xe cọp và 3-40 ngàn như mình vẫn quay. Nhưng mà giá thì nới hơn những bạn kia. Giá rẻ hơn được mấy chục triệu lận. Đây này chị đổ xăng chạy nhé, rất là đẹp luôn. Đảm bảo luôn, xe zin không có lỗi lầm mà máy còn rất là ngon nhé. Các bạn mua số sàn 215 bữa nay cũng chồm chèm 400 rồi, bạn lấy xe này đi ngon nè. Có tự động đi sướng hơn nè. Số điện thoại của Hiền là 0908 666 999 0903 72 13 75. Ở bên mình thì thường xuyên có những chiếc xe rất là đẹp và ken nữa. Các bạn cứ đăng ký kênh và bấm subscribe. Nếu mà thấy kênh của mình hữu ích cho các bạn thì các bạn cứ đăng ký kênh và bấm subscribe. Các bạn sẽ nhận được những thông tin nhanh nhất từ cái kênh của mình. Và đây là cửa hàng của mình nè. Còn rất là nhiều xe và nhiều lựa chọn nhé. Trong kia có số sàn nữa nè. Hoặc là Fortuner máy dầu 215, máy dầu nha các bạn, mới về. Đang vệ sinh ở phía sau, chắc ngày mai mình sẽ quay clip đó cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và tiếp tục ủng hộ của các bạn. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Xin cảm ơn.